Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Các em thân mến, ở trong video trước, thầy đã trình bày về bài học phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên. Trong video này, thầy sẽ chữa bài tập của bài học phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên ở bộ sách Cánh Diều. Trước tiên, xin mời các em cùng làm bài tập 1. Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa. Các em quan sát. Câu A. 5 x 5 x 5 x 5. Đây là tích của 4 thừa số 5. Theo công thức sẽ bằng 5 mũ 4. Tương tự câu B. Đây là tích của 7 thừa số 9. Theo công thức sẽ bằng 9 mũ 7. Câu C. 5 thừa số 7 nhân lại với nhau sẽ bằng 7 mũ 5. Câu D. Đây là tích của 8 thừa số A sẽ bằng A mũ 8. Tiếp theo, chúng ta cùng làm bài tập 2. Xác định cơ số, số mũ và tính mũi lũy thừa sau. Các em quan sát. 2 mũ 5. Cơ số là 2, số mũ là 5. Ta có 2 mũ 5 bằng tích của 5 thừa số 2 và bằng 32. Tiếp theo 5 mũ 2. Cơ số là 5. Số mũ là 2. Ta tính 5 mũ 2 bằng tích của 2 thừa số 5 và bằng 25. Tiếp theo 9 mũ 2. Cơ số là 9. Số mũ là 2. Ta tính 9 mũ 2 bằng tích của 2 thừa số 9 và bằng 81. Tiếp theo 1 mũ 10. Cơ số là 1. Số mũ là 10. Ta có 1 mũ 10 sẽ bằng tích của 10 thừa số 1 nhân lại với nhau, mà 10 thừa số 1 nhân lại với nhau thì đều bằng 1. Như vậy, 1 mũ 10 bằng 1. Tiếp theo, 10 mũ 1. Cơ số là 10, số mũ là 1. Ta có 10 mũ 1, tức là 1 thừa số 10, tức là 10 mũ 1 bằng 10. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 3. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước. Các em quan sát, thầy chữa bài tập 3. Câu A. Để phân tích 81 về lũy thừa cơ số 3, thì các em làm như sau. Các em cứ lấy 81 chia cho 3, được thương. Sau đó các em lại lấy thương chia cho 3. Tiếp tục quá trình đó cho đến khi nào thương cuối cùng không chia cho 3 nữa. Chẳng hạn 81 chia cho 3 được thương bằng 27, thì 27 chia cho 3, thầy chia tiếp, 27 chia cho 3 bằng 9. 9 lại chia cho 3, thầy chia tiếp, 9 chia cho 3 bằng 3. Rồi 3 chia cho 3 bằng 1. Không chia cho 3 nữa. Như vậy, ta có 81 bằng tích của 4 thừa số 3 nhân lại với nhau, tức là bằng 3 mũ 4. Tương tự, 81 ta phân tích về lũy thừa cơ số 9, thì ta lấy 81 chia cho 9 bằng 9. Như vậy, 81 bằng tích của 2 thừa số 9, tức là bằng 9 mũ 2. Và tương tự đối với 64, ta phân tích về lũy thừa cơ số 2, thì ta cứ lấy 64 chia cho 2 bằng 32, rồi 32 chia 2 bằng 16. Tiếp tục, 16 chia 2 bằng 8, rồi 8 chia 2 bằng 4, 4 chia 2 bằng 2, rồi 2 chia 2 bằng 1. Như vậy ta có 64 thì bằng 6 thừa số 2 nhân lại với nhau, tức là bằng 2 mũ 6. Tiếp theo, 100 triệu. Thì ta thấy
đằng sau số 1 có 8 chữ số 0. Tức là 100 triệu sẽ bằng 10 mũ 8. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 4. Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Các em quan sát thầy chữa bài tập 4. Câu A. 3 mũ 4 nhân 3 mũ 5. Ở đây chúng ta áp dụng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số. A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N. Như vậy 3 mũ 4 nhân 3 mũ 5 bằng 3 mũ 4 cộng 5 bằng 3 mũ 9. Tiếp theo, 16 nhân 2 mũ 9. 16 ta phân tích ra thành 2 mũ 4. Đến đây chúng ta có nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Giữ nguyên cơ số cộng số mũ bằng 2 mũ 4 cộng 9 bằng 2 mũ 13. Tiếp theo, 16 nhân 32. Ở đây 16 ta phân tích ra thành 2 mũ 4. 32 ta phân tích ra thành 2 mũ 5. Ta được bằng 2 mũ 4 nhân 2 mũ 5. Và áp dụng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta được bằng 2 mũ 4 cộng 5 và bằng 2 mũ 9. Tiếp theo câu B. Biểu thức thứ nhất, 12 mũ 8 chia cho 12. Ở đây 12 chính là 12 mũ 1. Và chúng ta áp dụng công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số. A mũ M chia A mũ N sẽ bằng A mũ M trừ N. 12 mũ 8 chia cho 12 mũ 1 sẽ bằng 12 mũ 8 trừ 1 bằng 12 mũ 7. Tiếp theo, 243 chia 3 mũ 4. Ở đây 243 chúng ta phân tích ra thành 3 mũ 5. Như vậy, chúng ta có 3 mũ 5 chia 3 mũ 4. Áp dụng công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số ta được bằng 3 mũ 5 trừ 4 bằng 3 mũ 1. Tiếp theo, 10 mũ 9 chia cho 10.000. Ở đây 10.000 chính bằng 10 mũ 4. Và nó sẽ bằng 10 mũ 9 trừ 4 bằng 10 mũ 5. Tiếp theo câu C. Phép tính thứ nhất, 4 nhân 8 mũ 6 nhân 2 nhân 8 mũ 3. Thì ở đây chúng ta áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Ta nhóm 4 nhân 2 là một nhóm. 8 mũ 6 nhân 8 mũ 3 là một nhóm. 4 nhân 2 bằng 8. 8 mũ 6 nhân 8 mũ 3. Chúng ta áp dụng nhân hai lũy thừa cùng cơ số bằng 8 mũ 6 cộng 3 bằng 8 mũ 9. Như vậy sẽ bằng 8 nhân 8 mũ 9. 8 của chúng ta chính là 8 mũ 1. Như vậy nó sẽ bằng 8 mũ 1 cộng 9 bằng 8 mũ 10. Tiếp theo, 12 mũ 2 nhân 2 nhân 12 mũ 3 nhân 6. Ở đây chúng ta nhóm 12 mũ 2 và 12 mũ 3 là một nhóm. 2 nhân 6 là một nhóm. 12 mũ 2 nhân 12 mũ 3 thì bằng 12 mũ 2 cộng 3 bằng 12 mũ 5. 2 nhân 6 thì bằng 12. Như vậy bằng 12 mũ 5 nhân 12 bằng 12 mũ 5 cộng 1 và bằng 12 mũ 6. Tiếp theo, 6 mũ 3 nhân 2 nhân 6 mũ 4 nhân 3. Và chúng ta nhóm 6 mũ 3 và 6 mũ 4 là một nhóm. 2 nhân 3 ta nhóm là một nhóm. 6 mũ 3 nhân 6 mũ 4 bằng 6 mũ 7. 2 nhân 3 thì bằng 6. Áp dụng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số bằng 6 mũ 7 cộng 1 bằng 6 mũ 8. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 5, so sánh. Các em quan sát thầy chữa nhanh bài tập 5. Câu A, so sánh 3 bình phương và 3 nhân 2. Thì ở đây ta có 3 bình phương bằng 3 nhân 3 bằng 9. Còn 3 nhân 2 thì bằng 6. 9 lớn hơn 6. Như vậy ta kết luận 3 bình phương lớn hơn 3 nhân 2. Tiếp theo câu B, so sánh 2 mũ 3 và 3 mũ 2. Ở đây ta có 2 mũ 3 thì bằng 8. 3 mũ 2 thì bằng 3 nhân 3 bằng 9.
8 bé hơn 9. Như vậy, 2 mũ 3 bé hơn 3 mũ 2. Tiếp theo câu C. So sánh 3 mũ 3 và 3 mũ 4. Ta có 3 mũ 3 thì bằng 27. Còn 3 mũ 4 thì bằng 81. 27 bé hơn 81. Như vậy, 3 mũ 3 bé hơn 3 mũ 4. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 6. Khối lượng của mặt trời khoảng 199 x 10 mũ 25 tấn. Khối lượng của trái đất khoảng 6 x 10 mũ 21 tấn. Câu hỏi đặt ra, khối lượng của mặt trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của trái đất? Các em quan sát, ở đây muốn biết khối lượng của mặt trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của trái đất thì chúng ta sẽ lấy khối lượng của mặt trời mà chia cho khối lượng của trái đất. Ở đây đơn vị đo đều là tấn rồi. Như vậy chúng ta có khối lượng của mặt trời gấp khối lượng của trái đất số lần bằng 199 x 10 mũ 25 chia cho 6 x 10 mũ 21. Tính toán bằng máy tính cầm tay thì ta được xấp xỉ bằng 331.667 lần. Tiếp theo thầy xin mời các em cùng làm bài toán đố số 7 trong vòng 10 giây. Các em quan sát, ta có 11 bình phương bằng 121. 111 bình phương bằng 12.321. Ở đây ta có 11 bình phương thì bằng 121. 111 bình phương thì bằng 12321. Như vậy chúng ta sẽ dự đoán 1.111 bình phương sẽ bằng 1234321. Tức là 1.234.321. Như vậy, thầy vừa chia sẻ tới các bạn bài tập của bài học phép tính lũy thừa về số mũ tự nhiên. Trong video tiếp theo, thầy trình bày về bài học thứ tự thực hiện phép tính. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn đừng quên like và share để mọi người cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.